Hello, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành. Thì hôm nay thì em mới về một con Hyundai Getz. Con này thì Hyundai sản xuất năm 2010 quý anh chị nhé. Con xe này thì bên em đang chào bán với giá là 180 triệu bao quý anh chị rút hồ sơ. Con xe này thì nó chạy được 120 ngàn rồi quý anh chị ạ. Đó. Đây ạ. Thì trước khi em quay tổng thể con xe này thì em xin giới thiệu cho quý anh chị và các bạn biết là em thì chuyên mua bán và trao đổi những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng quý chị nhé. Đây ạ, rất là nhiều dòng xe khác nhau quý chị ạ. Đó, từ máy xăng, máy dầu, số sàn hoặc là số tự động quý chị nhé. Đó, thì quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn mua xe về sử dụng hoặc là muốn bán xe thì quý anh chị cứ hãy liên hệ trực tiếp với em để em sẽ tư vấn và hỗ trợ quý anh chị một cách tốt nhất quý chị nhé. Số hotline của em là 0979 777 893 quý chị nhé. Đó, thì khi quý anh chị là những người đầu tiên xem cái video của em á, thì quý anh chị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để quý anh chị có thể tiện cập nhật những mẫu xe giá rẻ bên em về hàng ngày hàng giờ cho quý anh chị nhé. Thì trước mặt quý anh chị đây chính là con Hyundai Getz đời 2010, hiện nay thì đang mang biển Hà Nội quý anh chị nhé, xe màu trắng. Hạn đăng kiểm của con xe này thì đến tháng 3 năm 2020 quý anh chị nhé. Đó, đến tháng 3 năm 2020. Xe nhìn tuy đã qua sử dụng nhưng mà nhìn rất là đẹp. Bởi vì chủ đi rất là giữ gìn quý chị nhé. Đó, đây quý chị này, phần đằng trước rồi đèn xe rất đang sáng mới luôn quý chị nhé. Đó, còn mâm này, mâm là mâm la giang đúc nhé quý chị nhé. Đó, mâm la giang đúc nhìn rất là thể thao và đẹp. Cái dòng xe này thì form nhìn rất là đẹp quý chị nhé, nhỏ gọn. Đó, nhỏ gọn mình đi trong thành phố, trong nội thành rất là ok quý chị ạ. Xe này thì là hộp số sàn quý chị nhé. Xe được trang bị này về chắn mưa, phim phim nhiệt chống nóng này. Đó, màn hình DVD này quý chị nhé. Rồi ghế ghế da này quý chị. Đây ghế da này. Trần được ốp 5D rồi quý chị nhé. Đó, trần được ốp 5D nhìn nó đẹp. Đó. Đây là phần khoang lái của xe này quý chị này. Đó. Phần khoang lái nhá. Điều hòa radio FM, gạt mưa, điều chỉnh cửa lên xuống này. Đó. Ốc ốc ác bản lề này đang còn nguyên zin hết quý chị nhé. Đó, ốc bản lề này. Đó. Và đây là cái khoang sau của xe này. Đây là phần khoang sau của xe nhé. Ngồi khá là rộng rãi quý vị ạ. Đó. Mâm này, bộ năm mâm rất là đẹp quý chị nhé. Mâm đẹp luôn ạ. Chỉ với 180 triệu thôi, quý anh chị có thể sở hữu một ngày một con Hyundai Getz, một dòng xe thứ nhất là máy rất là bền và thứ hai nó là rất là tiết kiệm nhiên liệu quý chị nhé. Đây ạ. Phần khoang sau của xe đấy ạ. Để em đứng xa ra cho quý anh chị nhé, để quý anh chị cảm nhận rõ hơn về con xe này. Đó, khoang sau của xe đấy, nhìn nó khá là rộng rãi quý chị nhé. Đó, và bây giờ em sẽ mở đến phần khoang máy cho quý anh chị để quý anh chị cảm nhận nhé. Đây ạ, em sẽ mở đến phần khoang máy để cho quý vị tiện cập nhật cái con xe này. Đó. Dạ, em xin nhắc lại là quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0979 777 893 quý anh chị nhé. Đó, máy móc này thì bên em đã vệ sinh bụi bẩn hết rồi quý anh chị nhé, nhìn rất là sạch. Đó, ốc ác là bên em vệ sinh sạch sẽ luôn rồi. Đó, quý anh chị xe này cam kết với quý chị là xe không có lỗi nhé quý chị nhé. Quý anh chị về là chỉ việc đổ xăng vào đi thôi, không cần phải sửa chữa hay là ấy bất cứ một cái gì cả. Đó, thì chỉ với là 180 triệu thôi. Bên em bao quý chị rút hồ sơ quý chị nhé. Bên em còn khá nhiều xe để cho quý chị lựa chọn ngoài cái hàng Hyundai Getz này. Đó, còn Elantra, rồi Chevrolet, rồi Toyota Innova, rồi i10, nói chung là rất là nhiều quý chị nhé. Bên em nhiều xe lắm. Quý chị có nhu cầu muốn mua xe thì cứ đến trực tiếp bên em để được thử xe, chạy thử và quý chị nhé. Đó, rất là nhiều dòng xe quý chị ạ. Đó. Rồi em xin phép dừng video tại đây và cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.